Ốc kho với cua mình xong rồi đó nhà, mình ăn với rau gần cua bóp giấm nha, đưa chén nước mắm nè. Rồi mình xin chào cả nhà nha, hôm nay mình bắt được mấy ốc rồi đó nha, với được mấy cua nữa, làm món ốc kho cua ăn nha, cả nhà xem video nha cả nhà. Được có mấy con cua. Rồi giờ mình làm sạch rồi xong mình quay xe tiếp cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà, vậy là ốc mình đã mần sạch rồi nè cả nhà. Ốc mình làm sạch rồi nha, ở đây cua mình xay ra lấy nước rồi cả nhà. Thì ở đây mình có xài ít tỏi ớt với mấy lá nghệ với hành lá. Bây giờ mình ướp ốc để cho nó thấm nha cả nhà. Giờ mình cho tỏi hết cho. Trộn đều mình để cho nó thấm nha cả nhà. Giờ bắt đầu mình kho cua nha cả nhà. Cho thêm mấy dầu ăn nha. Tỏi cho luôn cả nhà. Tỏi vàng bắt đầu mình cho ốc cho luôn ha. Ốc này nãy mình ướp sẵn rồi nha nha, cho nên mình không để thêm cái gì hết. Ốc mình nó săn vậy là được rồi nha nha, bây giờ mình cho nước cua cho luôn nha. Ốc mình xào lâu quá nó cứng ốc không có ngon nha. Thank you.
Rồi dồn cho lá nghệ với lá hành vô luôn nữa nè. Vậy là cua kho của mình nó chín rồi nha, cái này thôi mình tắt lửa nha.